Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc vòng chung kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia năm 2023 tại sân vận động tỉnh Tây Ninh. Đến dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh với sự góp mặt của 12 đội bóng gồm Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, BKMS Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang cùng đội chủ nhà U19 Tây Ninh. Theo kết quả bốc thăm bảng A là 4 đội gồm chủ nhà Tây Ninh, SHB Đà Nẵng, Hà Nội, Khánh Hòa. Bảng B có sự góp mặt của Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Phước, An Giang. Còn bảng C là 4 đội bóng BKMS Bình Dương, Đồng Tháp, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt vào thi đấu tứ kết. Trong ngày khai mạc, giải đã diễn ra 2 trận đấu ở bảng A. Trận thứ nhất, kết quả 90 phút thi đấu, U19 Hà Nội hòa U19 SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-1. Trận thứ hai là cuộc so tài giữa hai đội U19 chủ nhà Tây Ninh gặp U19 Khánh Hòa. Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U19 quốc gia được tổ chức tại sân vận động tỉnh Tây Ninh và sân trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2023.